em móc cái gì đó em móc ơi. Em móc cái gì đó em ơi. Ê. Trời ơi, người trí thức đó con. Hả ơi. Móc cái gì con nhớ, ơi. Nhớ quay đi. Nhớ quay đi. Gì? Thích cái nào? Bóc đi cái gì? Ôi ôi, bóc lên cho dí hả xuống rồi. Cục xôi. Không bóc. Bóc gì con? Né ra mèo con nè. Con. Đã nghe bóc mèo. Dạ. Hôm nay bóc một chợ, bóc cái dĩa lại. Như là nhất trí là cái dĩa rồi. Đó. Giỏi quá. Rồi, cái dĩa người trí thức rồi. Nè con, đúng có sổ luôn đi. Cho được người trí thức. Thả cái dĩa nha con. Có sổ. Mẹ con cũng bóc ha. Bóc cục xôi rồi chết đi. Nãy giờ là tôi mấy lần mà chưa bóc. Rồi xong. Chiến lắm. Mẹ con nha. Mèo để xuống cho em bóc. Để xuống cho em bóc con. Em đang chút nữa mà em bóc không rồi tới con ha. Hồi đó con bóc rồi. Hồi đó con bóc rồi. Con đã màu rồi. Em mang chọn lựa. Không, cái gì rồi. Không, bây giờ chỉ có cầm viết là cầm lên thôi mấy kia. Không, đúng rồi, bây giờ chỉ có cầm viết lên thôi. Không bỏ xuống bóng nữa, chỉ cầm cái viết thôi à. Ai em con, chị mèo đó cầm viết, bỏ xuống cầm viết. Làm sao cầm cầm cái giá. Cầm cái giá. Không, cầm cái giá. Cầm cái giá nữa à. Giỏi. Cảm khác nữa thôi con. Nói nãy nước gần sôi mất thường. Rồi nhưng mà không bóc gì hả? Mê ăn lắm, nấu ăn lắm nhưng mà không bóc sôi nha. Sôi vậy? Ai vậy? Bóc gì nữa thôi con. Tay kia còn. Ngồi gặm cục xô là say mê rồi. Mèo